Xin chào các bạn, thưa các bạn, đĩa nhạc Đừng Mua Nhiều Nhà Hơn Mình Cần là một trong những cái chủ đề mà được Lê Cát Trọng Lý trình diễn tại video tại đĩa một cái chủ đề trong cái CD của Lê Cát Trọng Lý. Chúng tôi tại video số 54 này, chúng tôi sẽ mời các bạn nghe thử và trải nghiệm đĩa nhạc này. Và các bạn mua hàng thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo cách là gọi theo số điện thoại để trên video, hoặc là comment xuống dưới bài viết thì chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn. Giá đĩa nhạc này chúng tôi bán là 320.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Và ngay sau đây xin mời các bạn nghe thử đĩa nhạc này trên cái hệ thống âm thanh loa ván hở 3 đường tiếng và âm ly bóng đèn L84 mà do Khang Audio đang set up các bạn nhé. Nhớ không ta này khi mình ngắm sao rơi bên thềm nhà ta nằm má. Ta ước mơ sáng trong sau này khi già lớn lên sống vui. Ta mất đi ánh sao rơi rụng không còn nhà bên giờ thật cao thật xa. Ta đã không hát như lúc xưa khi bắt đầu. Lời thơ cũng thôi rối ren cuốn quanh khao khát được yêu. Và ta đã thôi đắng cay thiết tha như thấu. Bài ca biết rút sợ mùa đông đi quá nhanh. Trò chơi lúc xưa nhớ tên số phone với số nhà. Dòng thư viết lâu sẽ nhanh vứt đi chôn kín. Nhiều năm người quen bỗng dưng hóa ra mất đi trong trí nhớ. Giờ ta đứng đây sợ mình quên đi ánh sao. Nhìn sóng trên mặt nước đang chìm vào trong con sông như chưa đến chưa đi. Bài hát chưa đặt tên mang tặng vì sao dần trôi vào trong quên lãng. Vâng, thưa các bạn, trên đây là video giới thiệu và bán đĩa nhạc của Lê Cát Trọng Lý với chủ đề Đừng Mua Nhiều Nhà Hơn Mình Cần với giá là 320.000. Khang Audio hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với các đĩa nhạc mà chúng tôi giới thiệu trong nhóm những cái video về đĩa nhạc, đĩa gốc, đĩa bản quyền này. Một lần nữa, Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.